Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Điểm nhấn lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay là sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu pháo, 15 khẩu chính thức, 3 khẩu dự bị và 12 máy bay trực thăng, trong đó có 9 chính thức, 2 dự bị, 1 tìm kiếm cứu nạn của lực lượng không quân. Dàn pháo lễ tập kết tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được đánh số thứ tự với số lượng 15 khẩu. Loại pháo được sử dụng trong nghi thức là pháo có cỡ nòng 105mm. Thân pháo và lá chắn được trang trí với hình quốc kỳ Việt Nam. Lòng pháo được sơn quốc kỳ Việt Nam trên nền xanh thẫm. Kể từ hôm 23 tháng 4, Lữ đoàn Pháo binh 45 tiến hành công tác luyện tập bắn pháo với tần suất 4 lần một ngày bằng liều mồi. Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 5 sẽ sơ duyệt chương trình, tổng duyệt vào ngày 5 tháng 5. Mỗi khẩu Đại Bác có 3 chiến sĩ đảm nhiệm khẩu lệnh, giật nổ và tiếp đạn. Thời tiết tại Điện Biên những ngày này nắng nóng gay gắt, nhưng các chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, mọi động tác đều nhanh, mạnh, đúng, dứt khoát. Trong thời gian này, để phục vụ việc luyện tập, mỗi khẩu Đại Bác mang theo 4 vỏ đạn. Là loại lựu pháo 105 kiểu M101, đạn được các chiến sĩ nạp thủ công sau mỗi lần bắn, các động tác diễn ra nhanh, dứt khoát. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. 15 khẩu pháo 105mm sẽ bắn 21 loạt Đại Bác, mỗi loạt 3 viên trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghi lễ bắn 21 loạt Đại Bác chỉ được thực hiện khi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia đối với các nước có mối quan hệ đặc biệt đối Việt Nam hoặc trong các ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự xuất hiện của dàn Đại Bác đã thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Nhiều du khách hào hứng chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với dàn Đại Bác.